Nu Phước Thịnh, tôi chẳng cần chạy theo top trending. Sau quãng thời gian chững lại vì chính trầm cảm, hoang mang về đường đi mới sau khi gặt hái nhiều thành công, Nu Phước Thịnh quyết định tổ chức một chương trình ca nhạc đặc biệt ở Hà Nội. Anh đã dành thời gian chia sẻ về chặng đường khó khăn của mình. Tôi ngán việc chạy sâu thương mại cho ca sĩ Nu Phước Thịnh. Cảm xúc của anh sau đêm diễn Nu's Tonight như thế nào? Anh có thấy thời gian biểu diễn bị ngắn không? Ca sĩ Nu Phước Thịnh: tôi rất hạnh phúc sau thời gian dài mới gặp khán giả thân quen của mình. Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, tôi và khán giả không thể gặp nhau bằng cách thông thường, tự bỏ tiền túi làm chương trình không bán vé. Với tôi, đêm nhạc này là dấu mốc trưởng thành trong sự nghiệp. Mặc dù đã diễn hết 30 bài, nhưng hầu hết các khán giả nghe xong đêm diễn của tôi vẫn cảm thấy rất ngắn. Có lẽ vì tôi ít nói chăng, Nu Phước Thịnh cảm thấy lần trở lại Hà Nội này có gì khác so với trước đó. Khi chính thức làm một chương trình âm nhạc để đánh dấu sự trưởng thành, tôi thổn thức hơn rất nhiều. Tôi cũng có nhiều trăn trở và thật sự áp lực, bởi vì khi nói về thủ đô Hà Nội, có rất nhiều điều thiêng liêng mà chúng ta chỉ cần thiếu tinh tế hay phạm phải sai lầm nhỏ thì đôi khi sẽ khiến khán giả ác cảm. Do đó, Nu Phước Thịnh cũng rất căng thẳng và áp lực về việc làm sao để mình có thể truyền tải được hết những cảm xúc khi được hát về Hà Nội, đặc biệt là phải đúng với tinh thần mà từ đó đến giờ các đàn anh, đàn chị thế hệ trước đã xây dựng nên. Thời gian chuẩn bị cho chương trình lần này của Nu Phước Thịnh là bao lâu? Chỉ trong vòng một tháng là tôi chốt làm luôn. Khoảng thời gian này tôi thật sự hơi ngán việc chạy sâu diễn thương mại. Nó làm cho mình mất đi cảm xúc của một người nghệ sĩ. Cứ bước lên hát là đúng bao nhiêu bài đó thôi. Tầm này cả ekip cứ hối thúc tôi ra sản phẩm âm nhạc, mọi người cũng hỏi về điều này. Tới thời điểm này, tôi có đủ thời gian để chiêm nghiệm lại. Ngày nay, tôi thấy tất cả nghệ sĩ hạng A, nghệ sĩ lớn đều tự tổ chức show, tự hát và khi nào họ thích, họ vui thì lâu lâu họ lại nhận show. Còn việc chạy show đều như trước thì thôi, tôi lớn rồi nên nhường cho các em. Hiện tại, tôi không còn bị ràng buộc bởi những chuyện đó. Nói như vậy không phải là tôi không được mời, nhưng điều quan trọng là mình nên làm cái gì mới, làm sao cho nhãn hàng họ cảm thấy thật xứng đáng để mời một tên tuổi lớn gánh cả một show như vậy. Ngoài ra, tất cả những thứ còn lại là để thỏa mãn cái sự trọn vẹn, cái cảm xúc đang hưng phấn của tôi thì chỉ có tự bỏ tiền làm sâu thôi. Tôi chẳng cần chạy theo top trending, nhưng mà cách Nu Phước Thịnh nói lại giống như anh đã già, không thể nhảy nhót, không thể hát nhạc trẻ, không bắt chen, kiểu như anh đang ở tuổi trung niên. Chắc vậy thật, tôi thấy mình cũng trung niên rồi còn gì, nhìn mặt tôi vậy. Nhưng thật ra tôi cũng xác định rằng bản thân cần phải có sự trưởng thành nhất định, ngay cả trong âm nhạc, trong cảm nhận cũng vậy. Ngoại hình bên ngoài không nói lên được những điều nội hàm bên trong của mình. Tôi nhận ra mình rất sâu sắc, nhưng vẻ ngoài làm cho mình bị hạn chế đi cách thể hiện sự sâu sắc đó. Bản thân tôi từng nghe một danh sách nhạc mà không biết tự bài hát, đến lúc đó mới biết à thì ra bài này là như vậy, do người nào hát. Đó giờ mình toàn nghe trên TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội, họ cắt ngắn đoạn nhạc. Vậy thì công sức của người nghệ sĩ đi đâu khi đầu tư hẳn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết sáng tạo vào một sản phẩm, trong khi người ta chỉ nghe đúng một vài đoạn và công thức bao nhiêu lượt xem view đã là của quá khứ rồi. Quan trọng lúc này, sau thời gian dài dịch bệnh, khán giả muốn tận tai tận mắt gặp nghệ sĩ, nghe nghệ sĩ hát và cùng trò chuyện. Ngược lại, nghệ sĩ cũng rất muốn gần hơn với khán giả của mình, cho nên tại sao lúc này lại làm sâu âm nhạc là như vậy.